Em Duy xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị ạ. Thì em hiện đang làm việc tại công ty ô tô Bình Vĩnh Phú ở địa chỉ là khu phố Đông, phường Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương ạ. Ngay chỗ cổng chào Bình Dương luôn chị ạ. Nếu mà từ thành phố Hồ Chí Minh qua bên em thì chỉ cách có 1 km thôi, từ ngã tư Bình Phước ạ. Thì bên em là chuyên cung cấp các dòng ô tô đã qua sử dụng còn đẹp nguyên bản và không lỗi anh chị nha. Nếu mà các anh chị đang cần mua một chiếc xe ô tô với chất lượng tốt nhất thì hãy liên hệ với Duy. Thì Duy sẽ hỗ trợ tối đa cho các anh chị ạ. Thì hôm nay Duy sẽ giới thiệu đến các chị những cái sản phẩm mà bên em hiện đang có với chất lượng là được đảm bảo. Nếu mà sai cam kết thì bên em sẽ hoàn tiền 100% ạ. Bây giờ Duy sẽ giới thiệu chi tiết từng xe một cho các anh chị cùng xem nha. Do clip thì sẽ hơi dài nên em sẽ chia ra thành nhiều clip khác nhau để các anh chị tiện theo dõi ạ. Đầu tiên là chiếc Kia Rondo 2017 số sàn và xe thì chạy 40.000 anh chị nha. Chất xe thì còn rất đẹp luôn, nội ngoại thất không có gì để chê cả. Rondo thì trang bị nhiều tiện ích rồi, với cái giá tiền là 455 triệu ạ. Mức giá trên là như báo thì còn thương lượng anh chị nha. Nếu mà anh chị nào quan tâm thì hãy đến bên Duy và xem xe trực tiếp, thì Duy đảm bảo là các anh chị sẽ không có tốn thời gian đâu ạ. Không uổng mất một tí thời gian nào cả. Tất cả xe bên Duy bán ra là đều được cam kết là còn rất đẹp, không có dọn dẹp lại nha anh chị. Nên các anh chị khi mà mua xe bên Duy sẽ lựa chọn được một cái sản phẩm ưng ý nhất ạ. Đây là chiếc Suzuki Celerio bản số sàn 2019 nhập khẩu Thái Lan và mới chạy có 19.000 km thôi ạ. Chạy ít nên chất xe là còn rất là đẹp luôn anh chị nha. Xe thì có trang bị thêm ghế da nè, có dán phim cách nhiệt, có màn hình và có camera lùi. Nội ngoại thất xe này thì không khác gì xe mới cả. Chiếc Celerio này hiện bên em đang chào bán là 275 triệu anh chị nhé. Đây ạ, hàng ghế sau. Còn đây là phía sau xe. Đây là chiếc Honda City Top 2019 màu nâu biển số Đồng Nai và mới chạy có 26.000 km thôi. City Top nên trang bị cũng rất là nhiều tiện ích anh chị nhé. Đây là lịch bảo dưỡng của xe. Chúng ta sẽ đi bảo dưỡng vào lúc 30.000 km ạ. Vô lăng, cần số. Xe này thì vừa về bên Duy cũng chưa có vệ sinh dọn rửa nên nhìn hơi còn hơi bẩn ạ. Mức giá cho em Honda City Top 2019 chạy 26.000 biển số Đồng Nai là 505 triệu ạ. Không cày xước gì luôn nha anh chị. Rồi chúng ta cùng vào bên trong showroom thì có chiếc GLC 300 Formatic 2020 biển số thành phố Hồ Chí Minh và đã chạy được 24.000 km anh chị nha. Xe là mang nước sơn màu xám và nội thất kem ạ. Xe chạy ít nên chất xe thì còn rất là đẹp luôn. Trang bị đầy đủ tiện ích ạ. GLC 300 Formatic. Đây ạ. Chiếc này bên Duy hiện đang chào bán là 2 tỷ 248 triệu còn hơn lượng ạ. Tiếp tục là một em Mercedes, đây là dòng C250 2017 biển số thành phố Hồ Chí Minh, màu nâu nội thất kem và chạy 41.000 km ạ. Mẹt thì chạy 41.000, nội thất cũng không có xuống cấp gì luôn nha anh chị. Xe thì cũng có trang bị thêm vô lăng đê cắt thế hệ mới, màn hình giải trí trung tâm cũng như là hai màn hình gối phía sau là của dòng E250 ạ. Đây ạ. Thì những cái món đồ lắp thêm này chủ xe đã lắp chính hãng và tổng giá trị là hơn 100 triệu anh chị nha. Nên các anh chị lấy xe này về, xe rất mới và đẹp, lại thêm được nhiều phụ kiện ạ. Mức giá cho em C250 2017 chạy 41.000 là 1 tỷ 1 ạ.